quý vị, thưa các bạn, chung tay với cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, chống lại các tác động của biến đổi khí hậu là một trong những phương châm luôn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Hàng năm, PVN tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức an toàn trong lao động, ứng xử có trách nhiệm với môi trường đối với mỗi cán bộ công nhân viên, góp phần cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường sống ngày càng xanh sạch hơn. Tại Việt Nam, PVN là doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực an toàn môi trường, từng bước hoàn thiện các hướng dẫn kiểm soát an toàn môi trường, ứng phó với các sự cố đặc thù riêng của ngành, đảm bảo đạt các yêu cầu của công nghiệp dầu khí quốc tế. Cùng với sự tư vấn của các tổ chức quốc tế PSA, NCA, KLEF, trong thời gian qua, tập đoàn đã nỗ lực không ngừng trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng và hoàn thiện các tài liệu pháp luật về quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, ứng phó sự cố tràn dầu và bảo vệ môi trường. Tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí PVFCCO, trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2018, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện cải tiến liên tục công nghệ để tiết kiệm từ 1 đến 3% nhiên liệu tiêu thụ. Đối với nhà máy đạm Phú Mỹ, phấn đấu trong giai đoạn từ 2014 đến 2019 tiết kiệm từ 0,5 đến 1% tổng nhiên liệu để sản xuất 1 tấn ure. Nhà máy đạm Phú Mỹ là nhà máy phân bón hóa chất, thì nó là cái nhà máy có rất là nhiều cái mối nguy tiềm ẩn về công tác cháy nổ, công tác ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, nhận diện được cái vấn đề đó thì cái công tác an toàn và đảm bảo vệ môi trường là công tác đặt trên hàng đầu của nhà máy Phú Mỹ. Chúng tôi từ công tác lập kế hoạch lên những cái phương án phòng ngừa tuân thủ theo cái yêu cầu của luật định, cũng như là phù hợp với những cái điều kiện thực tế sản xuất, cũng như là lực lượng của đơn vị tại chỗ, thì tất cả những cái quy trình vi phạm được viết ra, được tuân thủ đúng với những cái quy trình mình thực hiện. Được biết, từ năm 2012, PVN đã đưa vào sử dụng phần mềm hỗ trợ cơ sở dữ liệu an toàn sức khỏe môi trường, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe môi trường của tập đoàn, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả theo các tiêu chuẩn OHSAS 18001, ISO 14001 và ISO 9000. Trong lĩnh vực công nghiệp khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGAS là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ quốc tế về môi trường ISO 14001, và chứng chỉ này luôn được duy trì trong nhiều năm qua. Để vẫn đảm bảo công tác xử lý môi trường đạt triệt để 100% và tuân thủ quy pháp luật, thì công ty vẫn đầu tư một hệ thống xử lý nước thải tầm đâu đó khoảng 4 tỷ để đảm bảo đầu ra là tuyệt đối đạt theo yêu cầu của pháp luật. Còn về các cái khí thải khác thì gần như là đều trong các lần giám sát định kỳ 3 tháng một lần đều nằm trong ngưỡng cho phép. Đối với Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP, trong quá trình triển khai các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, luôn gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường cho hiện tại cũng như lâu dài. Hiện nay, PVEP đang cùng Tập đoàn Dầu khí thực hiện các giải pháp nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, như là ưu tiên sử dụng các nguyên nhiên liệu thân thiện với môi trường, ưu tiên sử dụng các công nghệ xử lý môi trường theo chu trình khép kín, xây dựng chương trình quản lý chất thải, quan trắc môi trường cho các dự án, nghiên cứu đầu tư và phát triển các dự án theo cơ chế phát triển sạch CDM. Chúng tôi đã thường xuyên giám sát công tác an toàn thông qua những cái chương trình, ví dụ như là về giám stop cát. Ngoài ra là chúng tôi cũng kiểm hàng tháng có thành lập những cái đội để đi kiểm tra định kỳ về tất cả những trang thiết bị bảo hộ lao động, công tác sắp xếp vật tư vật liệu tại các kho bãi, đảm bảo là có thể là để phòng tránh tất cả những cái vấn đề tiềm ẩn xấu nhất có thể xảy ra. Bảo vệ môi trường gắn với văn hóa doanh nghiệp chính là một trong những điều kiện phát triển bền vững của bất cứ doanh nghiệp nào. Với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm vụ bảo vệ môi trường là trách nhiệm, là tinh thần và đã trở thành một nét văn hóa dầu khí. Bởi không đơn thuần như các ngành khác, ngành có khá nhiều đối tượng đặc thù và phức tạp phải giải quyết, như ứng phó sự cố tràn dầu, xử lý dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển, xử lý khí thải, nước thải trong công nghiệp lọc hóa dầu, đạm hóa phẩm dầu khí, công nghiệp sản xuất điện, xử lý môi trường khi thu dọn mỏ. Vì vậy, PVN luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị cơ sở đối với các đối tác nước ngoài thực thi, tuân thủ quy định pháp luật về an toàn sức khỏe môi trường, đảm bảo an toàn cho con người, môi trường và tài sản trong toàn bộ hoạt động dầu khí.